Hello các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Tech Room. Mình là Sang Thí. Trong tình hình dịch bệnh còn khá căng thẳng và nhiều học sinh sinh viên vẫn còn phải tiếp tục học online tại nhà, thì một sự lựa chọn máy tính bảng ở mức giá phải chăng khoảng 4,5 triệu đồng như Lenovo Tab M10 HD Gen 2 trên tay mình đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Nên trong khoảng thời gian vừa qua thì mình cũng có sử dụng chiếc máy tính bảng này của mình để phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau, và đó là một sản phẩm rất là phù hợp dành cho nhu cầu máy tính bảng cho người dùng gia đình. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ càng hơn về chiếc máy tính bảng này trong video đánh giá chi tiết ngày hôm này trên Tech Room ha. Đầu tiên là về phần thiết kế thì mức giá 4,5 triệu đồng mình đánh giá khá là cao những gì mà Lenovo đã làm được trên chiếc máy tính bảng này. Chúng ta sẽ có một thiết kế kim loại với một cái mảng kim loại lớn bao từ phần khuôn viền ra hết phần mặt lưng của máy, mang lại một cảm giác mát lạnh khi sờ vào và vô cùng chắc chắn. Đương nhiên thì chất liệu kim loại sẽ mang lại khả năng chống chịu va đập và bền bỉ hơn rất là nhiều so với chất liệu nhựa truyền thống. Đồng thời khi mà kết hợp với cái màu sơn xám mờ trên sản phẩm thì cũng giúp mang lại một nghĩa gì đó khá là sang trọng cho chiếc máy tính bảng này của Lenovo. Ở phần trên và dưới của chiếc máy tính bảng này thì chúng ta sẽ có một phần nhựa bao bọc nhưng mà vẫn được sơn đồng màu với phần khung kim loại, nên là mang lại cái cảm giác liền lạc cho sản phẩm. Với phần nhựa này thì sẽ giúp gia cố cho phần góc máy, nên nếu có bị rơi rớt cái thứ thì chiếc máy cũng sẽ chống chịu và đặc biệt tốt hơn này. Ngoài ra thì ở đây cũng là vị trí được đặt anten giúp cho chiếc máy này kết nối wifi 4G được nhanh và ổn định hơn. Ở ngay hai phần cạnh này của máy chúng ta sẽ tìm thấy cặp loa kép với công nghệ âm thanh vòm của Dolby Atmos, mang lại một trải nghiệm âm thanh được tuyệt vời hơn trên chiếc máy tính bảng của Lenovo. Và trong quá trình sử dụng của mình thì mình phải đánh giá là cặp loa này của Lenovo Tab M10 HD Gen 2 to và có chất lượng âm thanh tuyệt vời hơn hẳn những chiếc điện thoại trong cùng thẩm giá. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về phần màn hình của Lenovo Tab M10 HD Gen 2. Thì đúng như tên gọi của sản phẩm này, chúng ta cũng biết được kích thước màn hình của chúng ta có là một màn hình 10.1 inch, độ phân giải HD và độ sáng tối đa là vào khoảng 400 nits với công nghệ IPS LCD. Với kích thước 10.1 inch cùng độ phân giải vào khoảng HD thì chúng ta có thể thấy là đó là mức hiển thị vừa phải với một chiếc máy tính bảng như thế này. Đương nhiên là nếu so với điện thoại thì đã không phải là độ nét quá cao, nhưng mà với máy tính bảng thì chúng ta sẽ thường sử dụng ở khoảng cách xa hơn, nên là độ nét này mình nghĩ là vừa phải với một cái chiếc máy tính bảng 10.1 inch. Trong quá trình sử dụng của mình thì với khoảng cách dùng như thế này thì mình không có thấy những cái điểm ảnh hay là rỗ trên màn hình. Dẫu vậy thì chúng ta phải công nhận là độ phân giải HD trên một kích thước 10 inch là không quá sắc nét. Mình nghĩ độ phân giải tối ưu là khoảng Full HD sẽ tuyệt vời hơn dành cho kích thước này. Độ sáng tối đa khoảng 400 nits cũng là điểm cộng khá lớn trên Lenovo Tab M10 HD Gen 2, khi mà giúp cho thiết bị này có thể theo dõi và hiển thị được tốt nội dung trên nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Lenovo cũng cho biết thì màn hình trên sản phẩm này có một lớp phủ để mà giúp chúng ta bảo vệ mắt trong quá trình dài sử dụng, này lọc ánh sáng xanh và đạt tiêu chuẩn của TUV Rehane. Hơi đáng tiếc một chút khi mà về phần mềm thì sản phẩm này không đạt chuẩn Wi-Fi L1, tức là mình không xem được Netflix HD trên thiết bị này. Hơi đáng tiếc một chút thôi, nhưng mà mình vẫn có thể xem được YouTube HD hay TikTok một cách thoải mái trên thiết bị này của Lenovo. Về phần hiệu năng thì chiếc máy tính bảng này của Lenovo sử dụng con chip MediaTek Helio B22T có xung nhiệt tối đa là 2.3 GHz cùng với đó là 8 nhân. RAM trên máy mặc định là 2GB và bộ nhớ trong là 32GB. Đây không phải là một cấu hình quá là cao nếu mà so với những chiếc điện thoại di động trong tầm giá, nhưng mà với điểm số AnTuTu khoảng 100.000 điểm thì đây vẫn là một cái cấu hình đủ để chúng ta có thể mang lại những cái thao tác trải nghiệm hàng ngày mượt mà. Đồng thời với một cái giao diện tương đối nhẹ nhàng thì khi phút chạm thì tốc độ phản hồi của sản phẩm này vẫn tương đối ổn. Các tác vụ mạng xã hội này hay sử dụng ứng dụng Zoom để học online thì chiếc máy này vẫn có thể phục vụ tốt. Còn nếu các bạn muốn chơi game online kiểu như Liên Quân Mobile hay là Liên Minh Tốc Chiến thì thiết bị này của Lenovo cũng có thể gánh vác được. Về phần camera của chiếc máy tính bảng này thì Lenovo Tab M10 HD Gen 2 cũng sở hữu chúng ta một cái camera chính độ phân giải là 8 MP này, và một camera selfie ở phía trước với độ phân giải là 5 MP, đồng thời cũng là phần để chúng ta hỗ trợ mở khóa và nhận diện gương mặt. Với một chiếc máy tính bảng thì đương nhiên chúng ta sẽ không yêu cầu một chất lượng camera quá là xuất sắc hay là vượt trội được, mà mình thấy cụm camera của Lenovo Tab M10 HD Gen 2 có thể phục vụ tốt cho nhu cầu video call hay là học online, mình nghĩ là khá ổn rồi. Chỉ có một điểm hơi đáng tiếc đối với riêng mình, đó là với một chiếc máy tính bảng thì mình hay sử dụng vào chiều ngang hơn là chiều dọc,
Nhưng mà cái camera trước của máy á, thì được lệch theo chiều dọc nên là nó sẽ không được thuận tiện. Nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có cạnh viền hai bên được mỏng hơn. Phần mềm của chiếc máy tính bảng này là một điểm mà mình đánh giá khá cao khi mà Lenovo Tab M10 HD Gen 2 được Lenovo trang bị sẵn Android 10 từ khi xuất xưởng. Và với những chiếc máy tính bảng từ Lenovo á, thì thường chỉ được cập nhật phần mềm lên tới 1 năm. Như vậy nên là chiếc máy này có khả năng sẽ được lên tới Android 11. Và khi đang chạy Android 10 thì mình cũng có đầy đủ hết những cái tính năng quan trọng mình cần để sử dụng mượt mà trên chiếc máy tính bảng này, ví dụ như là điều hướng toàn màn hình bằng chữ chỉ hay là dark mode. Ngoài ra có một điểm rất là hay mà khiến mình ở đầu video có đề cập, đó là một chiếc máy tính bảng phù hợp cho gia đình, tức là người lớn, người trưởng thành có thể sử dụng một chiếc máy tính bảng như thế này để giải trí hay là làm việc một cách thoải mái. Và dành cho con trẻ ở nhà thì chúng ta cũng được cài đặt sẵn ở đây là Google Kids Play. Nếu các bạn thiết lập thiết bị này cho con thì các bạn sẽ lập được một account Google dành cho con cái và cha mẹ có thể quản lý thiết bị từ xa. Mình sẽ làm được rất là nhiều thứ, ví dụ như định vị chiếc máy này ở đâu, con cái mình đang làm gì, thiết bị này là sử dụng một ngày bao nhiêu lần này, sáng màn hình bao lâu, sử dụng ứng dụng gì. Do vậy nên mình thói cái thiết bị này, nếu các bạn mua cho con cái ở nhà không chỉ để học tập mà gồm để giải trí hàng ngày thì sẽ quản lý được nội dung và sử dụng được tuyệt vời hơn. Bởi vì năm nay mình 24 tuổi rồi, không còn là thiếu nhi nên là không chắc là giao diện này hay là những cái trải nghiệm mà Google Kids Play mang lại nó có phù hợp với con nít hay không. Nhưng mình thấy giao diện của máy trực quan là có đầy đủ những thứ mà mình nghĩ một đứa trẻ từ khoảng 6 tới 12 tuổi cần. Cuối cùng tổng kết lại thì với mức giá 4,5 triệu đồng, mình nghĩ Lenovo Tab M10 HD Gen 2 là một chiếc máy tính bảng rất là phù hợp với đối tượng người dùng gia đình, đặc biệt trong điều kiện còn dịch giả căng thẳng như thế này thì đây là một thiết bị rất là phù hợp để học hành online các thứ. Đối với mình thì đây là một sản phẩm có thiết kế và chất lượng hoàn thiện tốt, loa hay, có Android 10 và Google Kids Play để dành cho các gia đình có con nhỏ là vô cùng tuyệt vời. Đó là những gì mình cần chia sẻ đến mọi người trong video ngày hôm nay về chiếc máy tính bảng mới của Lenovo phân phối tại thị trường Việt Nam có giá khoảng 4,5 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy tính bảng này thì để ý kiến bên dưới phần bình luận của video này nhé. Bài viết và hình ảnh chi tiết mình để ở phần description. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau từ Techroom.